Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Thủa ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái rất xinh đẹp. Vua muốn chọn chàng rể vừa hiền vừa tài nên truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra chỗ tài nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn. Vua đã hơi thất vọng thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài. Một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Vua truyền cho hai người cùng chỗ tài. Lời vua truyền vừa dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng, mưa tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm, cả một vùng đất rung chuyển, thật là rùng rợn. Đến lượt Sơn Tinh liền khoan thai vẫy tay, hóa phép rời núi, đổ cây, phá rừng, vung đất chống lại trận nước dâng lên của Thủy Tinh. Sơn Tinh giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường, trời trong, sông lặng, cây cỏ xanh tươi. Vua Hùng thấy hai người cùng tài giỏi, không biết nên gả con cho ai. Vua ngẫm nghĩ rồi phán rằng: Sơn Tinh và Thủy Tinh đều tài giỏi cả, nhưng muốn lấy công chúa thì phải có lễ vật ra mắt ta. Vậy rạng sáng mai, ai đem của lạ vật quý đến trước, ta sẽ gả con gái cho người ấy. Tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến dâng vua. Lễ vật của Sơn Tinh có voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao và bao bạc vàng châu báu. Vua Hùng giữ lời hẹn gả công chúa cho Sơn Tinh. Thủy Tinh cũng đem ngọc châu, đồi mồi, san hô và bao giống tôm cá quý đến dâng vua. Nhưng Thủy Tinh đến chậm quá, Sơn Tinh đã rước công chúa về núi mất rồi. Thủy Tinh không lấy được công chúa, liền nổi giận, dâng nước lên bao vây núi. Suốt ngày đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng đất đai ngập đầy nước. Sơn Tinh bình tĩnh tìm cách chống trả lại Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi dâng cao lên bấy nhiêu. Quân của Sơn Tinh từ trên núi ném đá tới tấp xuống nước, làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Các cá ba ba thùng luồng nổi đầy mặt nước. Thủy Tinh đánh mãi vẫn không thắng được Sơn Tinh. Cuối cùng, Thủy Tinh đành rút nước, lui quân về. Tuy vậy, Thủy Tinh vẫn không quên chuyện xưa. Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 7, tháng 8 là Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Cô cháu mình sẽ cùng đến với một số câu hỏi nhé. Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Thủy Tinh có tài gì nhỉ? Còn Sơn Tinh? Sơn Tinh có tài gì nào? Đúng rồi, Thủy Tinh gây sấm sét đùng đùng, mây tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm. Còn Sơn Tinh thì có thể vẫy tay hóa phép rời núi, đổ cây, phá rừng, vung đất chống lại trận nước dâng của Thủy Tinh. Sơn Tinh giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường. Đến sáng hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước nên lấy được mị nương, còn Thủy Tinh đến sau không lấy được mị nương thì Thủy Tinh đã làm gì nhỉ? À, Thủy Tinh đã gây mưa suốt ngày đêm, đồng ruộng đất đai thì ngập nước. Dù vậy, vẫn không thể đánh bại được Sơn Tinh. Và bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe cô kể câu chuyện một lần nữa nhé. Chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Hùa ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái rất xinh đẹp. Vua muốn chọn chàng rể vừa hiền vừa tài nên truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra chỗ tài nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn. Vua đã hơi thất vọng
thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài. Một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Vua truyền cho hai người cùng trổ tài. Lời vua truyền vừa dứt, Thủy Tinh đã vội ra oai, gây sấm sét đùng đùng, mưa tuôn gió nổi, bốn bề nước đổ, trời đất tối tăm, cả một vùng đất rung chuyển thật là rùng rợn. Đến lượt Sơn Tinh liền khoan thai vẫy tay, hóa phép rời núi, đổ cây, phá rừng, vung đất chống lại trận nước dâng lên của Thủy Tinh. Sơn Tinh giơ gậy thần chỉ bốn phương, lập tức cảnh vật trở lại bình thường, trời trong, sông lặng, cây cỏ xanh tươi. Vua Hùng thấy hai người cùng tài giỏi, không biết nên gả con cho ai. Vua ngẫm nghĩ rồi phán rằng: Sơn Tinh và Thủy Tinh đều tài giỏi cả, nhưng muốn lấy công chúa thì phải có lễ vật ra mắt ta. Vậy rạng sáng mai, ai đem của lạ vật quý đến trước, ta sẽ gả con gái cho người ấy. Tờ mờ sáng hôm sau, Sơn Tinh đã mang lễ vật đến dâng vua. Lễ vật của Sơn Tinh có voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao và bao bạc vàng châu báu. Vua Hùng giữ lời hẹn gả công chúa cho Sơn Tinh. Thủy Tinh cũng đem ngọc châu, đồi mồi, san hô và bao giống tôm cá quý đến dâng vua. Nhưng Thủy Tinh đến chậm quá, Sơn Tinh đã rước công chúa về núi mất rồi. Thủy Tinh không lấy được công chúa, liền nổi giận, dâng nước lên bao vây núi. Suốt ngày đêm, đất trời đen tối, mưa gió mịt mùng, đồng ruộng đất đai ngập đầy nước. Sơn Tinh bình tĩnh tìm cách chống trả lại Thủy Tinh. Nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh lại hóa phép làm cho núi dâng cao lên bấy nhiêu. Quân của Sơn Tinh từ trên núi ném đá tới tấp xuống nước, làm cho quân lính của Thủy Tinh chết rất nhiều. Các cá ba thùng luồng nổi đầy mặt nước. Thủy Tinh đánh mãi vẫn không thắng được Sơn Tinh. Cuối cùng, Thủy Tinh đành rút nước, lui quân về. Tuy vậy, Thủy Tinh vẫn không quên chuyện xưa. Hàng năm, cứ vào khoảng tháng 7, tháng 8 là Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Qua chuyện này, các con thấy Sơn Tinh là một người bình tĩnh, dũng cảm nên đã chiến thắng Thủy Tinh. Còn Thủy Tinh nôn nóng nên đã bị thua cuộc.